Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thầy sẽ thay mặt cho tổ toán của nhà trường cũng như nhóm toán 6 sẽ gửi đến các bạn clip ôn tập nội dung bộ môn toán 6 để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ, kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới của các em. Thế thì các em lưu ý rằng đây là bài kiểm tra định kỳ đầu tiên mà các em sẽ được trải nghiệm trong năm học lớp 6 này. Thì trong phần kiểm tra này, đề thi mà các em sẽ sắp sửa được trải nghiệm gồm có hai phần. Đó là một phần là phần trắc nghiệm như trên màn hình mà các em đang thấy. Và lát nữa đây nó sẽ có một phần tiếp theo, đó là phần tự luận. Và nếu không có gì thay đổi thì thời gian mà các em sẽ trải qua bài kiểm tra định kỳ này là 90 phút. Và phần trắc nghiệm thì các bạn lưu ý rằng cứ bên dưới mỗi câu hỏi sẽ có bốn cái đáp án, và công việc của chúng ta sẽ là đọc kỹ câu hỏi rồi dựa trên những kiến thức mà mình đã học để chúng ta chọn ra được câu trả lời đúng nhất. Nội dung mà các bạn sẽ chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1 sắp tới sẽ là bắt đầu từ tuần thứ nhất cho đến hết tuần thứ bảy. Đó là toàn bộ nội dung các bạn đã được học ở trên lớp, cũng như các thầy cô đã ôn tập, ôn luyện cho các bạn tại lớp và có phát cho các bạn những cái đề cương ôn tập để về nhà các bạn sẽ tự ôn tập, rèn luyện thêm để chúng ta chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới thật là tốt. Còn clip ôn tập này là thầy sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm bài, cũng giống như đi khái quát, sơ lược lại những cái nội dung nhằm gợi nhớ cho các bạn để các bạn có thể thuận lợi hơn trong việc ôn tập của mình tại nhà. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Và các bạn thấy ở đây, trong cái đề trắc nghiệm này, thầy không yêu cầu các bạn đó là khoanh tròn, đánh dấu hay là như thế nào. Bởi vì việc làm bài trắc nghiệm sẽ tùy vào cái đề yêu cầu chúng ta. Nếu yêu cầu chúng ta khoanh tròn thì chúng ta khoanh tròn. Yêu cầu chúng ta đó là điền câu trả lời vào ô trả lời bên dưới thì chúng ta điền vào, hoặc là yêu cầu chúng ta làm trên giấy kiểm tra và chúng ta lúc đó sẽ phải ghi cái câu trả lời. Ví dụ như câu số 1 ta chọn câu A thì ta ghi là câu 1A. Lát nữa đây thầy sẽ nói tiếp tới cái phần đó để cho các bạn hình dung và chúng ta có được cái thao tác làm bài cho nó tốt nhất. Rồi chúng ta hãy bắt đầu ở câu hỏi số 1. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là, ta dễ dàng thấy được câu trả lời nó chính là câu B, đó là tập hợp N. Vậy ta chọn câu trả lời là câu B. Ta sang câu hỏi thứ hai. Cho tập hợp M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5 tập hợp M được viết. Thế thì ở đây trong bốn cái đáp án này, chúng ta lưu ý rằng cái câu hỏi là nhỏ hơn hoặc bằng 5 có nghĩa là vẫn bằng 5 được. Thì với bốn đáp án này ta dễ dàng thấy được đó là ta sẽ chọn đáp án D. Đó là bắt đầu từ số tự nhiên nhỏ nhất là 0 cho đến số 5 là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ta sang câu thứ 3. Kết quả của phép tính 3 lũy thừa 5 chia 3 lũy thừa 2 là, các bạn lưu ý người ta hỏi là kết quả của phép tính có nghĩa là kết quả nó sẽ là một số tự nhiên. Và trong kỳ thi định trong cái đợt kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 này thì các bạn được phép sử dụng máy tính cầm tay. Cho nên nếu như bạn nào có máy tính cầm tay và được trang bị máy tính cầm tay thì nhớ mang theo để hỗ trợ cho việc làm bài của mình được tốt hơn. Rồi, ta quay lại với câu hỏi số 3. 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 2 thì ta áp dụng công thức chia 2 lũy thừa cùng cơ số. Các bạn sẽ cho ra được một cái kết quả ở dạng lũy thừa sẽ là 3 mũ 3. Và 3 mũ 3 thì sẽ có kết quả là 27. Nếu bạn nào thuộc được thì tốt, còn không thì chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để hỗ trợ. Ta sang câu hỏi thứ 4 là một câu hỏi liên quan đến dấu hiệu chia hết. Số nào sau đây chia hết cho 9? Thế thì ta đã biết rồi, một số chia hết cho 9 thì sẽ có tổng các chữ số chia hết cho 9 và chỉ những số đó chia hết cho 9. Tương tự như vậy, số chia hết cho 3 thì có tổng các chữ số chia hết cho 3 và chỉ những chữ số đó mới chia hết cho 3. Sẵn đây chúng ta ôm luôn. Thế thì một số chia hết cho 2 khi nào? Khi mà số đó có tận cùng là các chữ số chẵn là 0, 2, 4, 6, 8 các bạn nhé. Còn một số chia hết cho 5 thì là các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy kết hợp hai điều đó lại, ta dễ dàng tìm ra được một số muốn chia hết cho cả 2 và 5.
thì sẽ có tận cùng là 0. Tương tự như vậy, một số muốn chia hết cho cả 3 và 9 thì sẽ có tổng các chữ số phải chia hết cho 9, bởi vì nếu nó chia hết cho 9 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 3. Rồi, ta quay lại với câu hỏi số 4. Với 4 đáp án đã cho thì ta thấy chỉ có đáp án C là con số 720 có tổng các chữ số sẽ là 9 chia hết cho 9, nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Ta sang câu hỏi số 5. Số nào sau đây không là ước của 32? Các bạn lưu ý, không là ước của 32. Thế thì ta hãy nhớ lại kiến thức mình đã học. Ước của 32 là gì? Ước của 32 là các số tự nhiên mà 32 chia hết. Vậy nếu những số nào trong cái đáp án này mà 32 không chia hết thì nó không phải là ước của 32. Như vậy ta dễ dàng chọn được đáp án của chúng ta, đó là câu A. Ta sang câu hỏi số 6. Trong các số dưới đây, số nào là số nguyên tố? Thế thì ta lại phải nhắc lại kiến thức về số nguyên tố. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Hiểu một cách nôm na là các bạn sẽ thấy số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 9 nó thôi. Còn cái việc mà nó chia hết cho 1 là hiển nhiên rồi. Cho nên chúng ta cứ thấy con số nào mà chỉ chia hết cho 9 nó và 1 thì đó chắc chắn là số nguyên tố. Mà con số 1 thì chúng ta khỏi phải bàn tới ha. Vậy ở đây các bạn dễ dàng thấy ta sẽ chọn đáp án A. Bởi vì ví dụ như ở đáp án B thì 15 này rõ ràng chia hết cho 3, cho nên chắc chắn nó có hơn 3 ước. À, nó có 3 ước rồi. Tương tự như vậy, ở đáp án C và đáp án D ta đều tìm thấy được một cái ước thứ 3 khác 1 và 9 nó. Vậy tóm lại, câu số 6 ta chọn đáp án là câu A. Ta sang câu hỏi số 7. Trong các số sau đây, 2020, 2017, 2018, 2019, số nào chia hết cho 5? À, để nhớ lại kiến thức mà hồi nãy thầy đã nhắc cho các bạn. Số chia hết cho 5, dấu hiệu của nó sẽ là tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy ta dễ dàng thấy được đó chính là câu A. Ta sang câu số 8, tập hợp các ước của 8. Đấy, tập hợp các ước của 8 sẽ là tập hợp tất cả các số tự nhiên mà 8 chia hết. Vậy các bạn dễ dàng phát hiện ra ở câu A không phải, bởi vì trong đây có số 3, 8 không chia hết. Ở câu B, 1, 2, 4, 8 đã đầy đủ hết chưa? À, đầy đủ hết rồi. Còn ở câu C thì thiếu mất đó là số 8. Ở câu D thì ta lại thiếu mất đó là số 1, số H. À, cho nên các bạn sẽ chọn đáp án cho câu số 8 này là câu 8B. Ta sang câu hỏi số 9 là phần liên quan tới hình học. Các tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là, như vậy ta phải nhớ lại những tứ giác mà chúng ta đã học, đã được biết, đó là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình thành, hình thoi nha. Như vậy thì trong các cái hình mà chúng ta đã học, ta hãy nhớ lại xem, các bạn hãy nhắm mắt lại tưởng tượng ra, hoặc nếu cần thì có thể lấy giấy nháp vẽ ra để chúng ta nhận biết được hình nào sẽ là hình mà đáp ứng được có hai đường chéo bằng nhau. Thì ở đây ta thấy bắt đầu từng câu hỏi một nào, thầy sẽ cùng với các bạn tìm hiểu. Câu A, đáp án câu A có hình bình thành. À, hình bình thành không có hai đường chéo bằng nhau, do đó đáp án A bị loại bỏ. Câu B, hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau, đúng. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau, đúng. Hình chữ nhật cũng có hai đường chéo bằng nhau, đúng. Và như vậy đáp án B sẽ là đáp án được lựa chọn. Ta thử nhìn lướt qua các đáp án C và D. Ở đáp án C, các bạn sẽ thấy hình thoi không có hai đường chéo bằng nhau. Ở đáp án D, các bạn sẽ thấy hình bình thành không có hai đường chéo bằng nhau. Do đó, chúng ta sẽ chọn đáp án cho câu số 9 là đáp án B. Ta sang câu số 10. Hoa có sợi dây thép gai dài 60cm. Bạn ấy gấp dây thép lại thành một hình thoi khép kín. À, như vậy các bạn lưu ý, gấp lại thành một hình thoi khép kín có nghĩa là đầu dây và cuối dây sẽ chạm vào nhau, à, không bị so le, không gì hết. Sợi dây khép kín vừa vặn tạo thành một cái hình thoi không dư không thiếu. Hỏi hình thoi có độ dài một cạnh là bao nhiêu? Hỏi về độ dài cạnh của hình thoi. Vậy ngay lập tức các bạn phải nhớ về kiến thức liên quan tới cạnh của hình thoi. Thì chúng ta sẽ nhớ ngay hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Như vậy, cái độ dài đoạn dây thép này sẽ được chia làm 4 cạnh bằng nhau của hình thoi.
Và như vậy mỗi cạnh ta dễ dàng tìm ra được kết quả sẽ là 60 chia cho 4 là 15. Cho nên ta sẽ chọn đáp án là câu A. Ta sang hình tiếp theo trên màn hình của các bạn, đó cũng chính là câu hỏi số 11. Đó là hình lục giác đều. Và câu hỏi là hỏi có bao nhiêu tam giác đều trong hình vẽ. Thì ở đây các đường chéo chính và phụ người ta đã nói lại với nhau. Các đường chéo chính được nói lại với nhau và có giao điểm là O. Ở đây các bạn rất dễ dàng để nhận ra. Nếu ta lấy FC, FC là một cái đường chuẩn nằm ngang, thì ở phía trên sẽ có 3 tam giác và ở dưới có 3 tam giác. Và tất cả các tam giác này đều là tam giác đều cả. Vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là câu D. Ta sang câu hỏi trắc nghiệm số 12, cũng là câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng. Trong các hình sau, hình nào là tam giác đều? Như vậy tam giác đều của chúng ta sẽ là một tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Đầu tiên là ta thấy nó phải là tam giác, tức là nó có 3 cạnh, là ngay lập tức đã đập vào mắt các bạn, đó chính là hình C. Và với hình ảnh này, đó là 3 cạnh đã bằng nhau ha các bạn ha. Các bạn sẽ nhận biết qua hình ảnh và ta sẽ chọn đáp án là câu C. Đây, nếu như trường hợp các bạn làm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 mà các bạn làm trên giấy, làm trên giấy kiểm tra, thì lúc đó ví dụ như ở đây câu hỏi số 1 các bạn chọn đáp án B thì các bạn sẽ ghi là 1B. Tương tự như vậy những câu khác chúng ta sẽ ghi đó là 2D, 3C, 4C, 5A, 6A, vân vân. Và thầy để cái phần đáp án này sau cùng để cho các bạn có thể tự xem clip. Và trong quá trình vừa xem, chúng ta vừa có thể tạm dừng clip lại để thao tác và làm bài. Rồi sau đó các bạn sẽ kiểm tra đáp án. Giờ ta sang phần tiếp theo, đó là phần tự luận. Với bài đầu tiên, đó là thực hiện phép tính. Thì các bạn lưu ý rằng, ở đây thầy chỉ ghi thực hiện phép tính, thầy không nói thêm. Nhưng các bạn phải hiểu đó là nếu như trong một bài toán mà chúng ta có thể tính hợp lý nhanh, thì chúng ta sẽ áp dụng tính hợp lý để kết quả chúng ta chính xác và nhanh gọn hơn nha. Còn nếu đề bài có ghi thêm một cụm từ nữa, đó là tính hợp lý nếu có thể, thì bắt buộc những câu nào mà các bạn tính hợp lý được thì các bạn phải tính hợp lý. Còn ví dụ giả sử như cái đề như thế này chỉ yêu cầu các bạn thực hiện phép tính thì các bạn có thể tính sao cũng được, miễn ra kết quả thì thôi. Các bạn có thể sử dụng máy tính cầm tay để hỗ trợ, nhưng lưu ý là các bạn không được bấm toàn bộ nguyên một biểu thức này để ra kết quả, mà các bạn phải bấm lần lượt theo thứ tự và chỉ bấm mỗi lần là một phép tính mà thôi. Rồi chúng ta bắt đầu vào biểu thức đầu tiên. Với biểu thức A này ta dễ dàng nhận ra nó là một biểu thức có thể tính hợp lý được, bởi vì số hạng 173 đứng cuối cùng thực chất là 173 nhân cho 1. Như vậy ta sẽ thấy ở đây có tất cả là 3 tích và có thừa số chung là 173. Ta sẽ lấy thừa số chung 173 ra. Đây là chúng ta đã áp dụng tính chất nhân phân phối của phép nhân đối với phép cộng, rút thừa số chung 173 ra. Thế thì nhóm đầu tiên ta còn 37, nhóm thứ nhì ta còn 62. Nhóm cuối cùng 173 đứng một mình, có nghĩa là 173 nhân cho 1. Cho nên nó còn lại ở đây là thừa số 1. Và chúng ta dễ dàng tính được kết quả bên trong là 100 và ta sẽ có kết quả như thế này. Ta sang câu B. Tương tự như vậy, ở câu B các bạn thấy hai nhóm đầu tiên sẽ có thừa số chung đó là 99. Và như vậy ta sẽ tiến hành đặt thừa số chung cho hai nhóm đầu tiên. Số 900 phía sau chúng ta chưa làm gì cả, vẫn đứng yên bên ngoài. Và sau khi thực hiện xong việc đặt thừa số chung của hai nhóm đầu tiên, các bạn dễ dàng tính được phép tính phía trước sẽ là 9900 trừ cho 900 và ta được kết quả là 9000. Ta sang câu C. Với biểu thức C này thì các bạn thấy là đây là một biểu thức thực hiện phép tính thông thường. Chúng ta sẽ áp dụng thứ tự thực hiện các phép tính vào để thực hiện giải quyết biểu thức C này. Đầu tiên các bạn quan sát ở đây có 3 lũy thừa. Như vậy công việc đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành nâng 3 lũy thừa này lên. 2 mũ 3 là 8, 1 mũ 10 là 1, 4 mũ 2 là 16. Tiếp tục các bạn phân tích thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có thể thực hiện cùng lúc hai phép toán mà
không làm thay đổi kết quả của biểu thức, đó là phép toán 8 nhân cho 3 và 1 cộng cho 15. Sau đó, theo thứ tự thực hiện phép tính, ta sẽ thực hiện phép toán chia 16 cho 16 trước. Kết quả cuối cùng ta sẽ được 24 trừ 1 là ra 23. Và như vậy chúng ta đã kết thúc bài số 1 thực hiện phép tính. Ta sang bài số 2 là bài toán về tìm x. Câu thứ nhất, 4 cộng cho mở ngoặc x trừ 5 bằng 6. Thế thì các bạn thấy rằng x mà chúng ta cần tìm đang trong một cái ngoặc như thế này, cho nên chúng ta chưa thể tìm x ngay, mà chúng ta sẽ bắt đầu làm công việc tạm gọi một cách nôm na, đó là các bạn cắt tỉa dần dần những phép toán xung quanh của x để tiến gần tới x. Do đó đầu tiên thầy sẽ đi tìm cả cái ngoặc này đang đóng vai trò như một số hạng trong cái phép toán cộng này. Vậy muốn tìm một số hạng của chúng ta đây sẽ là nguyên cụm x trừ 5 sẽ bằng tổng là 6 trừ cho 4. Và kết quả chúng ta thu được là x trừ 5 của chúng ta bằng 2. Bây giờ x của chúng ta đã giải phóng và chỉ còn liên quan tới một phép toán duy nhất, thì chúng ta đã có thể tiến hành tìm x được rồi. Ở đây là phép toán trừ, x chúng ta đang đứng ở vị trí của số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì ta lại nhớ lại kiến thức đã học là ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng 2 cộng cho 5 và kết quả chúng ta ra x bằng 7. Ta sang câu tiếp theo của bài toán tìm x. Các bạn có bài toán như sau. Và các bạn thấy rằng ở câu số 2 này đề sẽ được phức tạp hóa lên bằng việc đó là xuất hiện thêm số 4 nhân với lại trước mặt của x trừ 15. Vậy thì công việc của chúng ta sẽ xem nguyên một cái cụm 4 nhân cho x trừ 15 này như là một số hạng trong tổng cộng với 2 bằng 10. Do đó để tìm một số hạng, các bạn sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Và như vậy ta thu được đó là 4 nhân cho x trừ 15 của chúng ta bằng 8. Công việc tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm thừa số x trừ 15, tức là đi tìm nguyên cái ngoặc này, sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. 8 chia cho 4. Vậy các bạn dễ dàng thu được kết quả x trừ 15 bằng 2. Và bây giờ các bạn hãy thấy rằng là rõ ràng từ một bài toán phức tạp, chúng ta đã đưa về một bài toán giống như một phần của câu số 1 vừa rồi. Vậy công việc còn lại tìm x quá đơn giản, ta chỉ việc lấy đó là 2 cộng với lại 15 và kết quả các bạn sẽ thu được x của mình là bằng 17. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần hình học của bài tự luận. Đó là tính chu vi và diện tích của hồ bơi có kích thước như hình vẽ sau đây. Thế thì các bạn lưu ý nhìn vào đây, chúng ta thấy rằng là trong cái hình này nó còn cạnh EF chúng ta chưa biết, còn cạnh BC chúng ta chưa biết độ dài. Mà muốn tính chu vi của một hình thì chúng ta sẽ lấy hết tất cả các cạnh xung quanh cộng lại. Do đó công việc đầu tiên chúng ta nghĩ tới sẽ là đi tìm cạnh EF, đi tìm cạnh BC. Rồi chúng ta xem cạnh BC của chúng ta, cạnh BC của chúng ta chính là tổng của cạnh AF cộng với lại cạnh ED. Và như vậy ta dễ dàng tính được BC của chúng ta bằng 4. Còn cạnh FE hay là EF thì sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng AB trừ đi đoạn DC, và như vậy ta dễ dàng tính được đoạn EF của chúng ta bằng 5m. Sau khi đã tính được hết tất cả các cạnh rồi thì công việc tính chu vi hồ bơi là quá đơn giản. Các bạn chỉ việc lấy tất cả các cạnh cộng lại là xong. Và chúng ta sẽ có phép toán sẽ là gì đây? 7 cộng với 4 cộng với 2 cộng với 1 cộng với 5 và cuối cùng đó là cộng với 3. Như vậy các bạn dễ dàng thấy được kết quả của chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? 22m ha. Tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần đó là tính diện tích của cái hồ bơi này. Thì với hình dạng của hồ bơi này, chúng ta sẽ tiến hành chia hồ bơi ra thành hai hình chữ nhật như trên hình vẽ mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy hồ bơi đã được phân chia ra thành hai phần, trong đó có một phần là một hình chữ nhật lớn với chiều dài hai cạnh lần lượt là 7 và 3 mét, và một hình chữ nhật nhỏ với chiều dài hai cạnh lần lượt là 1 mét và 2 mét. Do đó việc tính diện tích của toàn bộ hồ bơi này chính là tổng diện tích của hai cái hình chữ nhật trên bảng mặt, trên hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy. Do đó chúng ta sẽ tiến hành tính diện tích của hai hình chữ nhật này và cộng lại. Như vậy ta sẽ lấy 7 x 3 cộng với 1 x 2 và bằng 23 mét vuông.
Và đến đây cũng là kết thúc phần tự luận của một cái đề, hình thức của một cái đề kiểm tra giữa học kỳ mà các bạn sắp sửa được trải qua. Các bạn thân mến, thì với cái nội dung ôn tập vừa rồi mà thầy hướng dẫn các bạn, thầy hy vọng rằng đã giúp các bạn có thể hình dung lại, gợi nhớ lại những kiến thức, cũng giống như bắt đầu làm quen với hình ảnh, hình dạng, hình thức của một cái đề kiểm tra mà các bạn sắp sửa được trải nghiệm đầu tiên trong năm học lớp 6 này, với thời lượng khá là dài, đó là 90 phút. Và với thời lượng này, nếu các bạn ôn tập một cách chuyên cần đầy đủ theo sự hướng dẫn của các thầy cô, cũng như đó là với clip hỗ trợ này của thầy, thì thầy tin là các bạn sẽ làm bài rất là tốt. Thầy chúc các bạn mạnh khỏe và làm bài đạt kết quả thật tốt trong kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới. Chúng ta còn gọi đó là kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1. Thân ái chào tất cả các bạn.